Ok, hello anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ em ơi. Hôm nay thì buổi trưa thì Khải không có like trận đấu nên là Khải làm video lại cho anh em xem. Ok, ở trận đấu đầu tiên thì Khải gặp đường môn full set ăn bang với lại số món Hồng Kiều môn phái. Nhưng mà đường môn thì chắc chắn với anh em rằng thì tỷ lệ thắng Khải rất là thấp rồi. Khải chỉ cố gắng cắt hai bộ là Khải win thôi. Trận đấu đầu tiên này đánh khá là nhanh. Đường môn trong bang luôn, nhưng mà clone này Khải đang cố gắng giành top nên là Khải không có nhường được. Đó, lên bàn thờ xong một trận. Thằng này còn lon thôi nha anh em ơi, level 126 thôi, chín Khải 139 rồi. Ok anh em tiếp tục nha. Ở đây là trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai thì như có vẻ Khải gặp Nga My, Khải nhớ không lầm Khải gặp Nga My. Anh em đang xem thì cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi những buổi liên đấu và những buổi livestream từ kênh YouTube Duy Khải Gaming. Và Duy Khải không có gì hơn, vẫn mong anh em sẽ ủng hộ Khải nhiều nhiều nha anh em ơi. Mỗi lần livestream thì đều có những anh em vào comment chém gió các kiểu thì ok, Khải rất là vui. Anh em cứ lên chơi chém gió với Khải nha anh em ơi, thì Khải sẽ rất là ok luôn. Nói chung thì có gì sai hoặc là nói gì hơi quá thì em thông cảm nha anh em. Nhiều lúc dạng như buồn bực này nọ, hơi nói bị ba sai ba lắp. Bữa giờ Khải cũng bị đau họng á, nên là Khải cũng ít like. Nên là anh em cố gắng xem like ủng hộ giúp Khải nha anh em. Video này thì là video Khải cách làm lại liên đấu buổi trưa thôi. Có gì anh em xem đừng quên ngần ngại cứ cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Lấy tinh thần động lực tối nay live xem tiếp tục cho anh em xem. Ở trận đấu thứ hai này thì Khải gặp Nga My. Nga My của hai một cuốn anh em, level 137 nhưng mà Nga My thì tầm này không có vô danh đó, thì đánh cũng không có đeo bao nhiêu. Nga My này tóc 126 nha anh em, ngập bội 38, vũ khí chống phái 3 điểm với lại hai nhẫn kỹ năng với xác định quốc. Thì Nga My này thì cũng đánh khá là đau, nhưng mà ở trong trận đấu này thì có vẻ như anh ta đã đánh chưa được ok cho lắm. Nói chung là gặp năm độc thì cũng tỷ lệ thắng rất là khó, là thua thì cũng chuyện bình thường thôi anh em. Nga My gặp năm độc mà Khải chỉ cần áp sát, Khải rút máu rút mana là bên kia đã thấy khó chịu rồi. Áp sát nè, bút được hai bùa được áp sát là bên kia thấy khó chịu rồi. Chết nè, ok. Trận 2 cũng khá là thành công luôn. Tí nữa xong 4 trận Khải sẽ cho anh em xem tỷ lệ thắng thua của Clone này như thế nào cho anh em xem sơ qua nha. Và nắm bắt tình hình nha anh em ơi. Ok, và đây là trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3 hình như là Khải cũng gặp Nga My nữa chứ phải. Mà trong trận đấu này thì không mang nhẫn kháng băng mới đâu chứ. Ở trận đấu này Khải mang nhẫn kháng hỏa. Khải cứ nghĩ là một trận kia gặp Nga My rồi nên là gặp trận này chắc là không gặp Nga My nữa. Mang hai nhẫn kháng hỏa đụng đâm ra Nga My, nó chém nó chưởng đâu vãi rồi. Nga My này cũng là một ngọc bội 40 với giày giày 33 nón các kiểu. Nói chung là Nga My này cũng khá là ok, nhưng mà Nga My này chỉ đạt top 101 mà thôi. Tại vì không có hai nhẫn kỹ năng với cái vũ khí chống phái 3 cấp thì không thể đạt 126. Nga My này muốn đạt 126 thì ít nhất hai nhẫn kỹ năng 1 cấp với lại cái vũ khí kiếm Nga My Phật pháp vô biên đó tăng chống phái 3 cấp thì mới ra chống phái 35 điểm thì mới đạt mất 126 nha anh em. Nga My này chỉ 101 mà thôi, nhưng mà điều trong trận đấu này Khải mang ít không bằng quá. Trưởng hạ thốn vãi, xém chết hai lần. Cứ chủ quan là tại vì mình gặp Nga My rồi á, nên là mình bỏ Nga My đi, mình mang kháng hỏa để mình đánh cái bang. Ai ngờ lại gặp Nga My nữa. Hơn trận này thắng như tí thua, còn là mấy bình máu. Đâu trận này còn 30 bình lận. Sau khi cắt bùi xong thì World bắt đọc cũng có cái đoạn thấm độc rồi. Giờ Khải bắt đầu đánh thẳng kêu 9 nít thôi. 9 nít để giữ chân cho đối phương không đánh phong xương nữa. Đó, thì lần lần rút độc đam độc cao hơn. Đó, sọc độc cho luôn. Trận đấu thứ 3 khá thành công luôn. Ok anh em chuẩn bị tiếp tục xem trận đấu thứ 4. Đó, 40-33 đẹp chưa? Cái giày 33 luôn, giày đẹp lắm. Áo nhu tình. Giày 33 luôn, quá đẹp. Ok, và bây giờ chuẩn bị trận đấu thứ 4 nha anh em ơi.
Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ video này giúp Khải đỡ Khải cố gắng động lực, đỡ Khải cố gắng ra nhiều video bơ ca liên đấu hơn cho anh em xem nha. Khải thì Khải vẫn thích đánh liên đấu với Tống Kim là nhiều. Đây là Thiếu Lâm. Cái này Eclon đây là level hơi thấp, với lại cái kill 12x của Khải có 16 điểm thôi, khá là thấp. Kill 12x là kill của năm độc, là rút độc, rút mana, chỉ mới cái 16 điểm, hơi thấp. Chứ chính thì mát rồi, chính thì mát lâu rồi, chính thì rút độc, phạm vi rút độc nhanh hơn, rút mana nhanh hơn. Xem trận này như là gặp năm độc. Trận này nhớ không nhầm là gặp năm độc. Đây là Thiếu Lâm bổng. Thiếu Lâm hút đam cho xe. Xét hiệp cốt. Tốc 30. Nón đẹp 25-40, sự lực cao phải luôn. Ơi, cả năm độc nha anh em. Năm độc này Khải có nói cho anh em ở những trận liên đấu trước á, năm độc này cũng là năm độc set luôn. Hai thằng 5 năm với nhau, chỉ thằng nào cố gắng nào nhồi máu tốt hơn đã thắng rồi. Nên rất là khó. Đó, Khải xuống ngược Khải đánh trước và đam rồi này, thấy chưa? Bây giờ dạng như là trong trận đấu này Khải không có mua già độc bao nhiêu, mua có 2 cái à. Nó đánh rút độc kinh khủng luôn. Khiếm mình đi trưởng á, nói chung là vừa trưởng vừa đau. Đoạn nào nên đánh đao thì đánh, đoạn nào nên đánh trướng đánh. Với lại cố gắng nhồi máu này mà, nhồi máu kinh lắm. Không nhồi máu là thua ngay. Ông má mình xem chết hết chưa. Phải này mình chạy mình cho nó ăn mấy cái cục bất động, đẹp đẹp không, đẹp không. Má ăn ba cục bất động một chỗ này. Bị xuống người trướng ngay chết này. Không kịp nhào vô mình luôn. Đó. Đứng lấy khoảng cách xa xa trướng đẹp luôn em. Quá đẹp. Vừa năm độc đao và năm độc trướng, hai cái nó kết hợp với nhau để mình trướng lấy năm độc nè. Quá hay luôn anh em ơi, thắng 4 trận trong buổi trưa quá đẹp. Anh em xem đừng quên để lại một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Bây giờ Khải xem cái tỷ lệ thắng thua cho anh em xem nha. Ở đây là anh em xem sale qua đồ này. Năm động này cũng như Khải thôi, cũng mang set ulung hai nhân kháng hỏa. Vậy thôi. Với lại đao này nọ. Ok, giờ Khải cho anh em xem tỷ lệ thắng thua này. Ok anh em, bây giờ Khải cho anh em xem tỷ lệ thắng thua hạng này nha. Hạng này của Khải thì đang khá thành công. Đánh 22 trận, thắng 19, thua 3. Nói chung đang tỷ lệ hạng 31, nhưng mà cố gắng đánh thêm nửa đường nữa, tầm 4 mấy trận, đừng thua ở trận nào nữa thì quá đẹp luôn anh em ơi. Chung là cố gắng thôi, tới đâu hay tới đó thôi anh em ơi, không biết trước được điều gì. Nhưng mà hiện tại Eclon này Khải thấy đánh 22, thua 3 thì Khải đang thấy nó khá thành công rồi. Em thấy chưa, tỷ lệ của Khải mới có 1.000 mấy giây thôi, rất là nhanh. Đây, 22 này, 19 thua 3, đang hạng 31, Khải đánh chắc khoảng 2 ngày nữa Khải lên top 10 thôi. 2 ngày nữa là 16 trận nữa sẽ lên top 10 thôi. Đây anh em cùng xem sơ qua top 10 server đang đứng hiện tại. Như Khải đã nói ở trận đấu trong buổi trưa ngày hôm nay thì 21 cuốn đã khá thành công. Thắng đi 48, thắng 45, thua 3 với thời gian 4.008, hạng 1 chắc chắn là hạng 1 là không ai lên nổi nữa rồi. Đó là ngày 10 kẹp dẫn vô danh anh em. Đây là Ratchet Bắt Đào là đường môn 40 thua 8. Năm độc 39 thua 9, hạng 3. Khải X9 thì đang hạng 4, em rất hạng 4 rồi, thua rồi, đánh mấy trận là thua rồi. 38 thua 10, chung là tỷ lệ khá tiếc mà sẽ cố gắng nè mày. Này 39 32 thua 7, X này có thể tỷ lệ lên top khá là cao. Lên thì Khải bị xuống thôi, xuống thì X clone Khải cố gắng lên nữa đẹp. Này Never Die, cái băng rồng 32 16. Đây là cái bán thần sầu 30-18. Tên gì Giang Ngầu 29-19. Thành Long 29-19.
Thanh Long là Thiên Vương Đao đó nè, cũng hai cốt 2910 rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này nha anh em ơi. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ video, video giúp Khải nha anh em ơi. Hiện tại nói thiệt anh em là Khải đang bị đau họng á, nên vẫn cố gắng làm video. Anh em xem thì anh em cứ thương Khải thì đừng quên cho một like, chia sẻ giúp Khải nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em nha, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Bye bye mọi người, tối hẹn em vào 18 giờ tối nay, là 6 giờ tối nay sẽ tiếp tục 4 trận liên đấu và hoạt động server Đại Trung Nguyên anh em ơi. Trang chủ tên Nghĩa Giang Hồ. Ok, bye bye anh em.